dàn mỹ nữ của Trường Nguyệt Tấn Minh đều là tay ngang diễn xuất, nữ phụ học bá có profile đỉnh hơn Bạch Lộc. Chào mừng bạn đến với tin tức nơi có thể làm bạn đã cái nư vì sắp dìm idol ai đó gây bão màn ảnh nhỏ thời gian gần đây. Trường Nguyệt Tấn Minh giúp dàn diễn viên trong phim nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Cút nhiệt và được quan tâm nhất có lẽ là dàn mỹ nhân của bộ phim. Không ai nghĩ nữ ba Tôn Chân Ni lại nhận về nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Trần Đô Linh cũng nổi bần bật trên mạng xã hội, còn Bạch Lộc tuy kém hơn một chút nhưng vai diễn Lê Tô Tô cũng giúp cô tăng thêm lượng fan đáng kể. Một điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả đó là cả ba mỹ nhân kể trên của Trường Nguyệt Tấn Minh đều là tay ngang diễn xuất. Với Bạch Lộc, cô nàng vốn dĩ là hot girl mạng cũng có niềm đam mê với nghệ thuật nhưng lúc đầu không hề nghĩ đến việc tham gia diễn xuất. Thời còn chưa bước chân vào showbiz, Bạch Lộc từng tham gia các đợt tuyển thực tập sinh của các công ty giải trí xứ Hàn nhưng tiếc là không thành công. Cô chuyển hướng sang làm người mẫu và phải đến năm 2015 Bạch Lộc mới có cơ hội bén duyên với công việc diễn xuất. Với vẻ ngoài xinh đẹp ngọt ngào, lại có chút tài diễn xuất nên Bạch Lộc được tham gia vào một số bộ phim và đóng MV. Năm 2016, nữ diễn viên chính thức ký hợp đồng với Hoan Ngu Ảnh Thị tham gia đóng phụ trong Trường Ca, Phượng Tu Hoàng và con đường diễn xuất mở ra từ đó. Mặc dù không hề được đào tạo bài bản qua trường lớp, vậy nhưng diễn xuất của Bạch Lộc vẫn rất ổn, hợp gu người xem. Chẳng thế mà sau này cô nàng liên tiếp nhận vai nữ chính trong các bộ ngôn tình, đồng thời ghi dấu ấn với Trường Quân Đội Liệt Hỏa, Chiêu Diêu, Châu Sinh Như Cố và giờ là Trường Nguyệt Tấn Minh. Hiện tại, Bạch Lộc đang là tiểu hoa 90 được nhiều người yêu mến. Sự thành công của Bạch Lộc có thể gây bất ngờ cho nhiều người, nhưng với nhiều netizen thì việc Trần Đô Linh tham gia diễn xuất mới thực sự bá đạo, sở hữu nét xinh đẹp nhẹ nhàng, diễn xuất của Trần Đô Linh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Trong Trường Nguyệt Tấn Minh, cô nàng hóa thân thành Bạch Liên Bông Diệp Băng Thường, thay đổi từ dịu dàng sang đến thâm hiểm độc ác cực ngọt, làm ai nấy nghĩ rằng nữ diễn viên chắc phải tốt nghiệp từ trường nghệ thuật. Vậy nhưng thực tế lại khác xa hoàn toàn. Trần Đô Linh là sinh viên của Đại học Hàng không Vũ trụ Nam Kinh, một trong những ngôi trường thuộc nhóm 211 hàng top của xứ tỷ dân. Cô đậu đại học với 621 điểm, là sinh viên của ngành chế tạo và kỹ thuật phi hành. Không chỉ là hoa khôi giảng đường, Trần Đô Linh còn là học bá cực đáng gờm của hệ cơ điện. Tuy bận rộn việc học tập, song Trần Đô Linh vẫn thường xuyên tổ chức các hoạt động lớn trong trường. Cô cũng có bài phát biểu trong lễ tốt nghiệp của trường đại học với tư cách là sinh viên xuất sắc. Nữ diễn viên bén duyên điện ảnh từ năm 2015 khi tham gia bộ phim Tay Trái. Mặc dù phải quay phim nhưng Trần Đô Linh vẫn không bỏ bê việc học. Cô đã vượt qua tất cả các bài thi trong chương trình học với mỗi học phần có điểm 80 điểm trở lên. Vì niềm đam mê với nghệ thuật, Trần Đô Linh vừa học vừa đóng phim. Sau nhiều năm tham gia làng giải trí, Trần Đô Linh đã góp mặt trong khá nhiều tác phẩm. Đến thời gian gần đây, tên tuổi của cô nàng ngày càng nổi tiếng hơn và khán giả cũng rất mong chờ loạt vai phụ sắp tới của Trần Đô Linh trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Nhất Niệm Quan Sơn, Vân Chí Vũ. Một mỹ nhân khác cũng cực kỳ nổi bật trong Trường Nguyệt Tấn Minh, đó là Tôn Chân Ni. Lần đầu tham gia đóng phim với vai nữ ba hóa thân thành tiểu hồ ly, Tôn Chân Ni đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng diễn xuất tự nhiên, linh động của mình. Coi nhân vật thiên nhiên của Tôn Chân Ni như xé xếp bước ra, chẳng ai nghĩ mỹ nữ này lại không phải diễn viên mà là một idol. Được biết Tôn Chân Ni là ca sĩ và là thành viên của một nhóm nhạc. Cô nàng cũng giống như Cúc Tịnh Y, đá chéo sân diễn xuất và thu về kết quả ban đầu không tồi. Với vai diễn phiên nhiên gây ấn tượng với khán giả, chắc chắn trong tương lai Tôn Chân Ni sẽ còn nhận được nhiều kịch bản và thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh nhỏ hơn. Nhìn qua dàn mỹ nhân của Trường Nguyệt Tấn Minh thì cả nữ chính lẫn nữ hai và nữ ba đều là những tay ngang diễn xuất. Tuy không qua đào tạo nhưng cả Bạch Lộc, Trần Đô Linh và Tôn Chân Ni đều diễn rất ổn đó chứ. Nhất là Trần Đô Linh, một mỹ nữ từ khoa kỹ thuật lại có thể diễn xuất mềm mại, tự nhiên như vậy. Còn bạn có ấn tượng với dàn mỹ nhân của Trường Nguyệt Tấn Minh hay không?